Mà xin chào các bác nha, đã đến với video của em kênh Hàng Nhật Bãi. Hôm nay em giới thiệu các bác là một siêu phẩm Toshiba chuông 1 lít nồi cao tầng IH áp suất hút chân không. Mẫu này sản xuất vào năm 2017 còn rất là mới đẹp. Đặc biệt là gon xanh mướt, lòng đẹp không tì vết. Này các bác thấy không? Thì thường thường em quay ngoại thất trước, nhưng mà nồi này nội thất quá đẹp cho nên là em quay là nội thất các bác xem luôn. Đó. Rồi xong cái mình đi quay một vòng ngoại thất xong cái mình quay vô là cái phần chất lượng là mình phần cắm điện. Nó sơn chuông rất là đẹp các bác. Đặc biệt là lòng nè, là bên trong thì mỗi 1 lít thì sử dụng gia đình mình là 3 đến 5 người đó các bác, nấu được 3 bát gạo. Thì bác nào mình đang có nhu cầu thì cứ inbox liên hệ với em qua số điện thoại trong hình này, em test nó còn nước nữa các bác. Chung nồi này khá là đẹp nha. Thì tặng kèm theo cho các bác đó là hai cái cốc và một cái muôi cơm và một cái này là cái sửng hấp mình đặt vô mình ha, để mình hấp nè. Rất là xịn sò sửng hấp của Nhật nè, các bác thấy nó có chân không, có chân nó bọc đế rồi các ok nè. Đó thì tặng theo là dự vị, giá thì em bán công khai, bác nào mình mua hợp tình hợp lý mua mặc đừng mặc cả, em cảm ơn nha. Đây một dòng ngoại thất các bác có xem này, cái này hình bẩn này các bác, đây nè em lấy ra sạch đẹp để các bác nha. Đó một dòng cho các bác xem, là màu nâu rất đẹp, mặt trên có hoa văn, sản xuất vào năm 2017. Rồi một vòng cho các bác xem là ok rồi nè. Bây giờ em quay vào cái thông số rồi, ba Toshiba mã nè GC khoảng cách 10V XE4 là 1.0 lít với dòng chữ là ấn Liru Japan, là sử dụng trong thị trường Japan, thị trường Nhật đó các bác. Điện áp 100 công suất 1420W, hiện tại là em đang bán cục đổi nguồn điện là 2000W, giá là 550.000 cục 3000W, giá 700.000. Thì bác nào có nhu cầu kênh bóc liên hệ với em nha. Rồi còn khá mới đẹp. Thì những cái nồi Toshiba thì cái năm sản xuất có thể để dưới đây nè các bác. Nè nồi 27 nè, nó để số 17 nè cho em nè. Đó số 17 nha. Rồi thì vô cái phần cấp điện đi các bác. Đây cũng quay lại cho các bác xem nè, cho nó tường tận nè. Nó nãy nước nó chảy xuống rồi thấy chưa. Bây giờ em lau cho các bác xem lại. Nói chung mặt hàng có giá trị thì này, nói chung là cũng cẩn thận lắm các bác yên tâm nè. Nè bóng giờ bóng hới nè, đẹp lắm. Nồi đẹp, mình mua hàng thì mình coi gõ video giúp em nha. Rồi bây giờ mình cắm điện vào nè, lưu ý giúp em là điện 110, em bảo hành cho các bác thì các bác xài đúng điện giúp em thì em mới bảo hành được nha. Còn cắm sai điện thì cảm ơn các bác sẽ ra tiệm điện tử nói là cắm nhầm điện cũng không hư hao gì đâu. Nếu mà nồi Nhật hư thì tiệm điện tử người ta không có thay đồ thay, thì những người bán như em thì em bảo hành, em có đồ thay, bên thợ bên em sẽ có đồ thay cho nên là cái đó bảo hành. Còn cắm nhầm điện thì nó sẽ dễ xử lý hơn, thì các bác ra tiệm điện tử thì nó sẽ gửi vàng các bác nhận trong ngày luôn, hiểu không? Mình chờ mình lấy luôn nó cũng dễ. Thì bấm nút này là chỉnh chế độ nấu cho em nè, bấm xuống một cái là nấu sôi nấu cháo cầu lứt. Thì cấp nãy sớm em test là nó là chức năng 30 và chức năng là 45 đó, không nấu tắt cho em nấu sôi nấu cháy cháo, nó không cháy đầy đủ nha. Em chỉnh chế độ không cháy cho các bác thì em sẽ có cái video hướng dẫn cho các bác chi tiết các bác sử dụng nồi này nha. Đây hình như nấu cơm cháy đây là 70 phút. Thì đặc biệt là cái nồi này là nấu cơm cháy ngon cũng như cái nồi của Tiger luôn các bác, nhưng mà mình hạn chế nấu giùm em nha, sẽ hại son. Tiger thì nó chuyên nấu cơm cháy thì cái son của nó thì nó chịu được cái nhiệt độ 280 độ C thì nó sẽ là hay hơn. Còn những cái nồi này thì mình hạn chế nấu cơm cháy giúp em, thì nấu nó ngon nhưng mình cũng ít nấu nha. Em bán hàng thì em muốn các bác xài cho nó bền đó, để các bác mình xứng đáng cái đồng tiền bỏ ra. Nút hâm cơm, nút tắt, nút nấu, nút chỉnh chế độ nấu, chế độ gạo. Nút này là hẹn giờ không sáng không chiều thì các bác bấm vô đây. Thì cái thời gian mà gia đình các bác hay ăn cơm đó, các bác chỉnh được, các bác bấm nút nấu. Thì bắt đầu là đèn ở đây nó sáng nè. Đó, khi nấu thì đèn nó sáng ở đây, khi chín thì nó về đây. Không nấu thì các bác quỷ cho em. Những cái nút này thì là chỉnh những chức năng nấu cơ bản thôi. Nhưng đây cũng vậy thôi nè, đây là chỉnh 45, 6 mấy gì đó. Thì nói chung là em cũng sẽ có cái video hướng dẫn chi tiết nha. Nhiều khi để nói trên đây thì các bác sẽ không có hiểu hết, em cũng bán em sẽ ghi vô nút, em sẽ dán tiếng Việt lên nút nấu nút tắt đồ cho các bác đầy đủ hết, các bác cứ yên tâm mình sử dụng nha. Thì em bán giá yêu thương là 4,2 triệu, thì giá thì em chỉ bán đúng duy nhất một giá nha, mình có nhu cầu thì cứ inbox liên hệ, chứ còn giá thì em bao giá tốt nhất cho các bác. Tốt ở đây là như thế nào em không có dám nói là em bán rẻ nhất, rẻ thì sẽ có người rẻ hơn nữa, nhưng mà đối với mặt hàng của người ta như thế nào thì em không bóng mắt, thí dụ nó xấu hơn đi người ta bán rẻ hơn
Nhưng mà đối với cái mặt hàng em đưa ra như thế này thì cái giá thì nó rất là ok, hợp lý. Đó, em bao tốt nhất cho các bác là như thế nha. Một số bác vào đừng có ném đá em, nhiều khi em cũng khổ tâm lắm. Thì 4 triệu 2 cọc 500 các bác cho tiền ship, chuyển đủ em bao ship. Thì tặng các bác thì như thế này vậy đó. Ưng mẫu này thì chụp hình gửi qua Zalo cho em. Em nhắc lại là nồi 1 lít cao tầng IH áp sức hút chân không, nồi tô chuông. Thì mẫu này là hàng VIP của hãng tô. Thì cơm trong những cái dòng nồi cơm thì nồi này với nồi là tô vuông đó là thuộc không phải VIP, nhưng mà tô chuông thì nó VIP hơn một tí, thì nó xịn sò, là cái nói các bác cái lòng của nó cũng rất là dày và nặng. Rồi thì hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Chúc các bác là nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ. Thì nhắc lại là nồi 1 lít sản xuất 2017 nha các bác. Nhiều bác hỏi lại đi hỏi lại thì nhiều khi em cũng trả lời cũng có câu vậy thôi, nồi 1 lít sản xuất 2017.